Rồi hôm nay là quay các anh em xem về cái cây bô Uma của Agente 155 nha. Thì hôm nay là mình đang có một xe của một anh trai đi đang úp cái bộ phục Winner nha mọi người. Úp bộ phục Winner nha. Mà vô tình là hôm nay là về cái đống bô Winner, cái đống bô Uma V3 dành cho chiếc Agente 155. Thì sẵn đây cui thùng gắn chết âm thanh cho anh em luôn. Bô Y16ZR nha, Uma Racing V3 nè. Thì đây là hình ảnh của nguyên cái bô. Thì đây là sản phẩm mới nha, dành riêng cho các anh em đi Agente 155. Đó, nguyên cái bô luôn. Đó. Thì hình dáng nó sẽ giống Vin nha mọi người. Hình dáng giống Vin nè. Đó. Đây logo Uma nè, đó. Cổ thì gắn hoàn toàn như Vin. Lấy dùm để lấy cái thước kẹp đo cho các anh em xem nha, coi cái cổ này nó bao nhiêu. Thì cái cổ Vin của nó là 25 chấm mấy, gần 26 nha mọi người, gần 26. Ủa thước kẹp đâu rồi ta? Đây, đo trực tiếp cho anh em xem luôn thước kẹp nha. Đây thì cổ của nó là 32 nha mọi người. Thì cái cây bô này á, là sẽ ê sơn cầm cái bô giùm anh cái. Cái bô này là sẽ gắn hoàn toàn như Vin, cho nên là nó gọi là bô tăng giả Vin, cho nên là nó thiết kế dành cho Agente 155. Vin cầm cái bô lên đi, cầm nguyên cây lên luôn đó, nguyên cây nè đó. Rồi giờ ra mình gắn cho xe nha. Rồi gắn lên cho chiếc này, cầm ra đây em ơi. Thì bây giờ mình sẽ gắn lên cho chiếc này nha, gắn cho anh em nghe âm thanh luôn, xong rồi anh em tham khảo nha. Thì bô này giá cũng kỳ là 2,3 triệu một cây đó. So vô cái bô Vin nữa đó. Đây đó. Đó rồi thì anh em coi tham khảo nha. Đây là hàng chính hãng của Uma luôn, năm mới vừa có ngày hôm nay á, thì quay cho các anh em nghe tham khảo cái tiếng xe nha. Đó thì xe này là xe Vin nha, xe Vin mới chạy có 2.500 cây thôi, mà cây này gắn sẽ không hợp nha. Đây nổ gần tì cho các anh em nghe, im lặng nha bà con cô bác. Đó đây là tiếng đề máy nè. Thì nếu mà các anh em xe này gắn cái này nên không thấy được dòng tua, dòng tua ngàn mấy á. Thì cái âm thanh của nó sẽ giống như là của cái tiếng bô Uma mà V1 á mọi người. Nó sẽ ấm hơn là của cái dàn, nói chung là giống Uma V1 với V3 cũng giống nhau thôi, anh thanh rất ấm nha. Đây còn đây là bịch bô lại nè, đó rất là êm luôn. Đây là nở tiếng đanh ti nha. Cái này mấy anh em muốn nghe rõ thì anh em đeo cái tai phone vô nha, đeo tai phone vô nghe rõ nhất. Đây là nổ đanh ti nè. Còn đây giờ mình sẽ bắt đầu lên ga nha, lên ga nhẹ nè. Là nó sẽ phù hợp với lại những anh em mà đi mà muốn lịch sự, thì âm thanh nó không có quá la. Thì ví dụ như mình đứng đây xa đi đó, thì nghe âm thanh nó không có lớn nhiều nha mọi người, nghe nó giống như Vin mà nó ấm hơn, âm thanh nó giòn hơn. Rồi mình tới gần nè, đó là làm riêng cho chiếc 155. Thì hồi trước là nó chưa có dòng này, gắn hết vô luôn đi em, gắn hết luôn đi, phần này luôn xong rồi nè. Thì cái xe này đang gắn phục Winner nha mọi người, gắn cái dàn phục Winner nè đó, mà về được mấy cây bô cho nên là gắn lên xe nghe thử thấy hay, cái anh này gắn luôn rồi, chốt luôn cây bô. Thì cây này giá nó 2,3 triệu, thì thời gian đầu này nó rất ít hàng, về được có mấy cây rồi mọi người. Thì anh em nào đang muốn lên bô Uma mà đúng theo Vin á thì anh em mới thể lựa cây này nha. Đó không hề hợp nha mọi người. Đó mình lên canty lớn nè,
không hề hợp nha, không hề hợp nha. Vì nếu mà nó hợp rồi nó lên hết ga là nó sẽ nổ bập 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 ha, nó nổ hồi xăng lại đó, dư xăng là gió là thiếu gió nó hợp, còn cái này nó không nổ bập 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 hết nha. Đó rồi thì anh em nào muốn gắn thì ghé bên mình nha, có được mấy cây đó, mấy cây ở trong đó đó đó, đó là mấy cái thùng bô mọi người ha. Rồi anh em nào muốn gắn thì ghé bên mình nha, cảm ơn anh em rất là nhiều.